anh em, một bài hát được mang tên Trưởng Gia Trung. Cuộc đời này buồn chán, anh dắt xe ra đường mà cơm giật. Đời bao trai ngang, cuộc đời này buồn chán lắm bạn ơi. Rồi một hôm tôi bị cũng ăn bắn, chúng đưa tôi vào trại tạm giam. Bước vào cửa tù, đại ca kêu giam anh ngồi đó. Đời xong chén của tôi đâu mà rồi, giờ phải sống trong lao tù nhiều đêm trải qua. Anh mới lên mà đường làm đại ca, đằng sau lưng anh sắm con quái thú. Giữa đôi tay anh sắm cầm răng xanh, giữa hai ba người cầm kỳ lăn nó đang mà cao thế. Cầm ăn cá anh cuốn hai chữ tôi, và trên lưng anh đan cây con điêu, và trên tay anh mang là cặp đồng số ta. Rồi sẽ tiến về Trường Gia Trung. Trường Gia Trung em ơi, anh có anh ngồi đầm điệu, ngồi suy tư nhớ em nhiều, nhớ về em thân yêu. Một đại trai ngày thơ giờ phải chịu sóng gió, giờ ngồi đây phải chịu 8 năm tù. Ở trên T20 tránh sao được đại bàn, vừa đi vô tới cứ buồn thấy đại càng đi ra. Nào là lòng ngạc quỳ, nào là cà bế răn, khi lần gấu ăn đại bàng bay là đà. Giờ anh em ta đông mấy cũng bị chào buồn, giờ ngồi đây biết khi nào lấy lệnh tha đi ra. Chờ một ngày trăng thành rồi một ngày đắng ngơ, là lúc đó anh sẽ quay trở về. Đợt mắt khi đã ra lại anh kiếm em không, tại sao em đi lấy chồng có anh một mình. Nhìn em ngồi trên chiếc xì bò, đang chờ em là bạn anh. Dù biết em đã có chồng nhưng anh vẫn yêu em thật lòng à. Tại sao em đi lấy chồng có anh một mình. Trường Gia Trung anh sẽ quên trở về tìm kiếm em. Em ở đâu đầm nan khi đã xa lại anh kiếm em không gặp à. Tại sao là 20 là khắp bài.